Này, tối như thế này này. Tại sao tôi đá rồi? Ôi, trên màn điện thoại sao nó sáng lên nhỉ? Đây, báo nhóm nháy này tự động lên hết này. Trời, nó đen quá. Tối quá đây này. Đấy, bắt đầu xuống rồi đấy. Ôi. Đây, bóng năng lượng mặt trời cũng tự sáng lên rồi nên là nó tối đến mức độ này. Căng thật. Và trong phòng nó như kiểu bạn đêm á. Nhìn xì. Bên này, bên này. Ô, ở trên điện thoại nó sáng thế nhỉ. À, không nhìn thấy cái xe máy à. Đây, cái xe máy của mình để kia không nhìn thấy luôn. Ôi, hơi đèn xì. Đấy quá. Bóng nháy tự động này cảm ứng theo bóng tối nó bật sáng lên hết này. Đèn năng lượng mặt trời tự động cũng sáng lên hết rồi. Đèn xì. Mưa báo kinh khủng quá. Mưa đá này bay hết vào trong nhà. Ui. Toàn đá thôi. Quá. Ui trời, đá bay đến tận đây. Tuyệt quá. Khủng chưa, nó xuống nhiều chưa? Đây, xuống nhiều chưa ông? Ôi như này. Nhiều khớp đấy. Đấy. Được. Đây đá bé. Đây đá bé thôi. Đá này. Ôi ui. Ui trời ơi. mưa đá này bà con ơi, rất là nhiều sau trận mưa đá thật kinh khủng.